Xin chào anh Nguyễn Chí Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh và xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay em sẽ test một cái đơn hàng cho anh Chí Hiếu là một bộ hạ áp từ điện áp đầu vào là 25 cho đến 90 V DC. Điện áp đầu ra có thể giảm xuống thành 2,5 cho đến 60 V DC. Dòng điện cái bộ hạ áp này làm việc tối đa là 50A, công suất hoạt động tối đa là 1.500W. Thì chúng ta sẽ thấy là cái bộ này nó giống hệt như một cái nguồn tổ ong đúng không ạ? Thì đầu nguồn vào chúng ta sẽ có cọc in cộng và in trừ, chúng ta cấp nguồn vào từ 25 đến 90 V. Còn cọc out cộng và trừ thì chúng ta sẽ lấy nguồn ra để sử dụng. Điện áp chúng ta điều chỉnh có thể giảm xuống thành 2.5 cho đến 60 V. Ở trên đây chúng ta sẽ có một cái đồng hồ để báo cái điện áp đầu ra mà chúng ta đã cài. Còn chúng ta muốn điều chỉnh điện áp đầu ra thì sử dụng bằng cái biến trở màu xanh dương ở đây. Thì chúng ta dùng cái tua vít hai cạnh, chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ và giảm ngược chiều kim đồng hồ để chúng ta điều chỉnh điện áp đầu ra. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ cấp vào cái điện áp là 25 V. Lưu ý là cái mạch này nó sẽ không có chức năng chống ngược cực đầu vào, cho nên chúng ta bắt buộc phải đấu đúng âm dương. Đấu sai thì có thể dẫn đến là mạch nó bị cháy nhé, bị hỏng. Rồi thì hiện tại bây giờ mình đang cấp vào điện áp. Điện áp đầu ra à, đầu vào hiện tại đang cấp là 26 V, 26,29 V. Điện áp đầu ra trên đồng hồ của mình thì là 22,8, còn trên đồng hồ ở trên đây nó báo là 23,2, 23,1. Như vậy đây là sai số của cái đồng hồ này, nó báo sai số ấy. Rồi tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tua vít. Cái bộ này rất đơn giản rồi, vặn theo chiều kim đồng hồ. Mình sẽ vặn nhiều vòng xem, không có tác dụng gì nhá. Vặn ngược kim đồng hồ. Ngược kim đồng hồ. Đấy, như các bạn thấy là hiện tại bây giờ điện áp nó đã giảm xuống còn 20.7 V. Giảm tiếp nữa này. Nó giảm tối đa là bằng 2, xuống đến tối đa là 2,5 V. Đấy. Thì cái bộ này rất là đơn giản đó, bởi vì trên đây nó có đồng hồ nó báo chúng ta là bao nhiêu vôn rồi. Cho nên là chúng ta vặn xuống, cần dùng bao nhiêu vôn thì chúng ta vặn xuống bấy nhiêu vôn thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình chỉnh xuống thành 15 V đi. Đấy, 15.2, 15.1 này, vặn thêm tí nữa này, 15.0 này. Rồi và ngoài ra thì mạch này nó còn có một cái chức năng là ổn áp điện áp đầu ra. Kể cả khi điện áp đầu vào nó có tăng hay giảm đi nữa thì nó vẫn là ở một mức mà chúng ta đã cài đặt. Thì chẳng hạn như bây giờ mình đang cấp vào 26 thì mình sẽ điều chỉnh cái bộ nguồn của mình cho lên thành 60 nhá, để xem là cái số 15 V này nó vẫn đang có đứng im hay không. Rồi ok, như vậy là điện áp đầu vào bây giờ mình đã chỉnh lên thành 60 V rồi. Nhưng điện áp đầu ra vẫn là 15 V đúng không ạ? Đây để đo lên cho các bạn thấy. Đấy, điện áp đầu vào bây giờ đang là 59,3 V. Nhưng mà điện áp đầu ra nó vẫn nằm ở một mức, đây là 14.7 này. Dưới đồng hồ báo là 15 V. Như vậy là cái sai số của đồng hồ này là 0,3 V, cũng không đáng kể đâu các bạn. Rồi như vậy là khi mà cái sản phẩm nó đã được test đầu ra đầu vào ok như thế này rồi, có chức năng ổn áp, điều chỉnh lên xuống điện áp như vậy, thì chứng minh một điều rằng là sản phẩm này đang hoạt động rất là tốt, không có lỗi lầm gì cả. Thì bước cuối cùng em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để gửi hàng cho anh Chí Hiếu. Và bạn nào có nhu cầu mua các sản phẩm như thế này, các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào các cái đường link mua hàng trên các sàn điện tử ở dưới cái phần bình luận video này nhé. In 25 đến 90 V DC. Out 2.5 đến 60 V DC. Y bằng 50A. 50A 1.500W.
Đấy, thông tin của nó đó. Rồi, trên đây là ký hiệu sản phẩm mà em vừa mới đánh dấu xong. Cuối cùng thì xin cảm ơn anh Chi Chí Hiếu đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.